đó, nó bung từ từ. Gắp vô miếng xả nha, miếng hành nha. Rồi gắp vô thêm con nghêu nữa, hai con ăn cho sướng đó. Ôi trời ơi. Rồi đúng không? Cả nhà ơi, hôm nay Quân xíu dẫn cả nhà một cái món siêu ngon nha. Đó là nghêu cả nhà. Đây là ngồi bắt cua nãy giờ thôi, nhưng mà có khán giả trên kênh hỏi anh ơi cách làm món nghêu sao ngon. Nghêu là một trong những loại hải sản cả nhà chế biến được rất nhiều món ngon nha, mà ăn cực kỳ ngon luôn. Hôm nay Quân xíu hướng dẫn cả nhà cái cách làm món nghêu hấp xả thơm lừng nha, và kèm với cái chén nước mắm mà em nói cả nhà, là nước mắm là ăn đâu là dính tới đó nha. Nước mắm xả tắc chấm là dính nha, ăn cho tất cả loại sò ốc đều ngon, nhất là ăn ốc bu hoặc ốc đắng hoặc là những con nghêu con sò ăn là cực kỳ ngon luôn, chấm là dính nha cả nhà. Rồi giờ mình đi bắt nghêu cả nhà ơi. Nghêu là một loại hải sản cực ngon mà nó sống ở biển nên nó có độ mặn, và con nghêu rất là nhiều cát nha, trong nghêu sẽ có cát. Thì cả nhà đến khi mua thì cả nhà phải mua nghêu về và cả nhà ngâm, còn là mua những cái nhiều hải sản như của chỗ Quân có sẵn nè, người ta đã sụt trong oxy trong nước như vậy thì nghêu đã nhả cát rồi. Ngoài ra thì con nghêu nó sẽ sống ở biển, nó ngậm nước thì trong đây nó sẽ có độ mặn nha. Thì đó là những cái khó, cả nhà đừng lo nha. Xem hết video của Quân thì Quân chỉ cách cả nhà làm sao cho sạch cát nha, rồi làm cho nó không bị mặn nè, và nghêu được giữ được đồ ngọt đồ ngon, và kèm với cái công thức làm nước hấp xả siêu ngon nha cả nhà, kèm với nước chấm rất ngon. Thì mời cả nhà mà biết cùng Quân nha. Rồi nghe cả nhà ơi, nghêu cả nhà ơi, sau khi mình bắt xong nha, mình cho ra dĩa. Do là nhà hàng của Quân á, là nghêu được ngâm trong oxy và được sụt, nó sạch cát rất là nhiều rồi. Rồi Quân sẽ hướng dẫn cả nhà thêm một cách để sạch cát và làm cho nó hết cái độ mặn của nó nha. Để làm được món nghêu hấp xả thơm ngon thì chúng ta cần những nguyên liệu sau đây. Đầu tiên nguyên liệu không thể thiếu đó là xả cả nhà, xả và ớt nha. Xả mình sẽ sắc khoanh như vậy và ớt mình sang khách như vậy. Tiếp theo mình sẽ có gồm những cái nguyên liệu để đi kèm để tạo mùi thơm mùi ngon, đó là hành tây, gốc hành và lá trúc, ba lá trúc. Tiếp theo mình sẽ có là muối. Ở đây là mình đối với món nghêu hấp xả như vậy mình xài muối cục nữa nha. Đường, bột ngọt, hạt nêm thịt cho no. Rồi mời cả nhà vào bếp cùng em. Để làm cho con nghêu nó sạch cát và nó làm cho con nghêu là nó không còn bị mặn. Thường cái nhà đem đi hấp luôn thì con nghêu nó sẽ bị dính cát và bị mặn nha. Thì bây giờ đầu tiên mình sẽ đun một chảo nước thiệt là sôi, sôi như vậy. Và mình thả nghêu vào, mình dùng bát sơ nha. Thả nghêu vào như vậy thì giúp cho cát nó bị chảy xuống, và thứ hai là cái độ mặn của con nghêu nó sẽ bị tan ra. Mình sẽ trụng cho nghêu nó há miệng nha. Há miệng ra làm gì? Để nó nhả nước mặn mà hai nó nhả cát ra. Cả nhà nhớ là bật cái đũa thiệt là bự nha, cho nghêu nó nhả cát ra. Mình đảo nó. Khi nó vừa há miệng là ok nha cả nhà ơi. Rồi cả nhà thấy không, nghêu nó sẽ há miệng nha, từ từ như vậy nha. Là con nghêu nó đã nhả ra cát nha. Và thứ hai là nó nhả cái độ mặn nó ra là ok nha cả nhà. Đó, nó bung từ từ. Bây giờ mình sẽ vớt nghêu ra. Đó, nghêu há miệng ra như vậy, nó sẽ nhả sạch cát nha cả nhà. Rồi khi mình làm hấp nước vô nó cực kỳ ngon. Mình sẽ cho vào chảo nha, một giá rưỡi nước nha. Rồi sau khi mình cho đổ nước vào, mình sẽ cho hết xả và ớt vào. Rồi tiếp theo mình sẽ cho lá trúc vào trước nha cả nhà. Mình cho lá trúc vào kèm chung với xả để tạo mùi thơm nha. Rồi cả nhà ơi, để nghêu đã ngọt đã ngon rồi, nhưng mà cả nhà phải nêm đúng công thức nha. Của nhà Quân, chuẩn của nhà hàng năm sao thì nó cái nước nó càng ngon hơn và nó đặc sắc hơn rất nhiều lần nha. Đầu tiên mình sẽ có là 1 muỗng đường. Tiếp theo mình sẽ có 1/4 muỗng hạt nêm thịt cho no. Tiếp theo mình sẽ có 1/8 muỗng muối. Và tiếp theo mình sẽ có 1/4 bột ngọt. Rồi sau khi những màn nguyên liệu gia vị nó hòa quyện vào nhau cả nhà, thì mình sẽ cho gốc hành và hành tây vào. Rồi mình đun nước vừa sôi là ok cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, nghêu hồi nãy mình trụng sơ nha, tức là mình luộc sơ cho nghêu há miệng thì hầu như là nghêu đó chín, là nghêu sạch cát và rất là ngon nha. Giờ mình sẽ cho nghêu vào lập là, và mình cuối cùng mình chan cái nước sốt này lên, đây nước hấp xả lên.
định lượng này nè, tiêu chuẩn của một ký nghêu cả nhà. Rồi cả nhà ơi, đối với tất cả món ốc nè, nhất là món nghêu, chúng ta phải có một cái nước chấm là linh hồn của món ăn. Thì Quân sẽ hướng dẫn cả nhà thêm một cái công thức nước chấm nha. Em nói cái này là chấm tới đâu là dính tới đó, mà ăn một lần là nhớ mãi cả đời nha. Đó là nước chấm xả tắc. Rồi, đầu tiên mình sẽ có là một muỗng nước mắm, 2 muỗng nước mắm, 3 muỗng nước mắm, 4 muỗng nước mắm, 5 muỗng nước mắm, 6 muỗng nước mắm. Tiếp theo mình sẽ có là 1 muỗng đường, 2 muỗng đường, 3 muỗng đường, 4 muỗng đường, 5 muỗng đường, 6 muỗng đường, 7 muỗng đường, 8 muỗng đường, 9 muỗng đường, 10 muỗng đường, 11 muỗng đường, 12 muỗng đường. Tỷ lệ là gấp đôi nha cả nhà. 6 mắm 12 đường nha. 2 nước nha cả nhà. 1 nước, 2 muỗng nước. Và bây giờ mình sẽ đánh đều dung dịch này ra. Để làm được cái mắm ngon thì mình sẽ đun trên bếp nha cả nhà. Cả nhà thấy là đun chích bên trên bếp như vậy nha. Cả nhà nhớ là bật lửa liu riu thôi. Để cho nước mắm nó sệt lại tạo ra là độ ngon cực kỳ ngon luôn nha. Bây giờ cả nhà sẽ bật cho nó sôi lên là ok cả nhà. Sẽ bật cho nước nó sôi lên là ok nha. Mình sẽ đánh đều sôi nhẹ, sôi như vậy thì nước đường sẽ nó tan hết cả nhà. Nó nóng nó nhiều ok, mà nước cả nhà thấy không, bắt đầu kiện từ từ. Nước mắm bắt đầu kiện luôn nha. Ở cái nhà nước sôi nên lên cái mùi rất là thơm, rất là ok nha. Mình sẽ tắt bếp. Khúc này là lên cái mùi em nó cả nhà là chịu hết nổi rồi. Ở đây mình sẽ xài cả nhà xả băm nha. Xả băm thì cả nhà bỏ càng nhiều càng ngon càng thơm nha. Tùy theo sở thích mọi người. Xả băm mà xả sắc khoanh tròn như vậy càng nhiều càng ngon nha. Ở đây em Quân là dùng một chén nha. Định lượng của Quân là một chén. Xả sắc khoanh xả băm. Mình sẽ đánh đều lên như vậy. Đó, rồi nãy mà ăn ốc bu một cái em nói cả nhà là tới công chuyện luôn nha. Ốc hương gì cũng được. Rồi sau khi xả băm xong mình sẽ cho ớt vào. Ớt thì cả nhà tùy theo sở thích mọi người nha. Này là tiêu chuẩn là nấu xong rồi nè. Rồi mình cho ớt vào. Ai thích ăn ớt nhiều mình cho ớt nhiều. Ai thích cho ăn ớt vừa vừa mình cho ớt vừa vừa. Rồi sau khi mà mình xong rồi cả nhà, mình sẽ tắt bếp. Và định lượng như vậy mình sẽ cho là mình ăn vào đây là 10 trái hạnh nha. 10 trái tắc là vừa ok luôn. Rồi mình sẽ vớt nhẹ hộp. Này là hộp mình không có xay nên không sao hết. Để đây cũng không có gì ảnh hưởng gì hết. Vớt hộp tắc rồi. Rồi mình sẽ đánh đều lên. Bây giờ mình thấy chén nước mắm quá trời ngon, xuất sắc chưa. Rồi bây giờ mời cả nhà thưởng thức cùng em Quân nha. Rồi cả nhà ơi, cái này là mình múc cho mình ăn nha. Do là mình thích ăn cay nhiều nha. Mình sẽ bỏ ớt hơi thêm vô. Còn hồi nãy là ớt tiêu chuẩn nha nha. Ai thích ăn cay ít cay nhiều thì mình sẽ ấy nha. Mình ăn cái thích ăn cay nhiều thì cho ớt vào. Và nước mắm xả tắc thì không thể thiếu được. Đã có xả rồi, cũng đang tắc rồi. Và không thể thiếu là tắc nha nha. Tắc mình sẽ cắt những phanh nhỏ như vậy nha. Đó, mình sẽ ngâm vào đây. Chắc là nước mắm này khi cái nhà nấu xong nè. Cả nhà bỏ trong tủ mát tầm khoảng nửa tiếng ăn sẽ ngon hơn rất là nhiều nha. Để nó ra vị á. Ra vị tạo mùi thơm hơn rất là ngon. Rồi mời cả nhà thưởng thức cùng em nha. Đây. Thơm lừng cả nhà ơi. Cái mùi xả lên nha, thơm lừng trên mũi luôn. Cái này mà ai mà đang bị cảm ăn vô là giải cảm luôn. Và tại sao hồi nãy em nói cả nhà nè. Tại sao á em Quân đem đi nghêu đi, mình đi trụng nước sôi mà trụng cho nó sơ cho nó há miệng trước. Tại vì con nghêu sống ở ngoài biển như lúc đầu video em có nói, nó sẽ ngậm cát vào miệng mà nó ngậm cái nước biển vào. Khi mình làm như vậy, mình đun cái nước sôi mà lửa to như vậy thì con nghêu đang sống nó sẽ há miệng ra, tại vì nóng nó chịu nổi thì nó sẽ nhả ra, nhả cái ngụm nước ra, cũng như là con người mình đang ngụm nước này nè. Cái mình nhả cái này đang ngụm vô. Tát vào bụng một cái thôi nè. Đó thấy không? Thì nó sẽ nhả cái liền.
và cái cát và cái nó đang dính trong miệng nó và nước biển thì nó nhả liền. Thì mình làm như vậy giúp con nghêu sạch cát, con nghêu nó không còn độ mặn đó. Một số người nói nghêu, trời ơi nghêu người ta khen ngon, một số người nói má tao mua về ăn vô trời nó mặn chát, mà cát không, tại vì không biết làm thì nó mới mặn với cát. Còn ai biết làm thì ăn cực kỳ ngon luôn. Kể cả mình nghêu là mình nấu canh, nấu chanh rất là ngọt luôn. Thì cả nhà lưu ý giúp em nha, tất cả các món về nghêu trước khi cả nhà chế biến, cả nhà làm y chang nha Quân lúc đầu, bao sạch cát và bao hết mặn. Thôi nhìn thấy không, mà khi mình làm nghêu như vậy, tại vì nghêu á há miệng ra là con nghêu đó chín rồi. Thì khi á mình nấu nước hấp xả, mình chỉ cần nấu nước xả mà mình chang lên đây thôi, rồi giữ độ nóng cho nghêu và mình hút nha. Như vậy là em nói cả nhà là ngon, cực kỳ ngon luôn. Nhưng món ăn ngon là phải kèm theo nước chấm nha nhà. Đây, linh hồn của món ăn không thể thiếu. Cái chén nước chấm em nói cho nhà là nước chấm mà được tỉnh. Này nè, bữa giờ này em không dám đăng luôn á. Thật sự là không dám đăng. Tại vì nếu em đăng rất nhiều chủ quán ốc này kia là sẽ than phiền em nha cả nhà. Hoặc là những cái nhà hàng mà chuyên về ốc đường phố sẽ than phiền em rất là nhiều, tại vì đó là những cái cũng như là cái nồi cơm chén cơm sống của người ta. Tại vì cái món này là cái ngoài ốc ngon thì đây là cái món nước mắm này để giữ cho khách hàng cực kỳ ngon và cực kỳ đỉnh luôn. Ăn là một lần là nhớ mãi, rồi chấm là dính như lắm nha. Cả nhà nhìn nè, chấm này kèm nè. Trời ơi, nó ngon. Này nhất là cả nhà phải không, gắp vô đây miếng xả, miếng ớt. Đây, gắp vô đây miếng xả nha, miếng hành nha. Rồi gắp vô thêm con nghêu nữa. Hai con ăn cho sướng. Đó. Ôi trời ơi. Ừ, ngon. Cái nhà chỉ cần trước giờ múc chấm, múc chấm. Ngon miễn chê cả nhà. Xuất sắc nha. Thật sự là em không muốn phá chén cơm qua hết. Nhưng mà ngày em làm cho tất cả mọi người đều ăn được. Là cái nước chấm này cả nhà thấy chấm được rất nhiều món nha. Này cũng như là nước mắm chua ngọt ở nhà mình có thể chấm được cá chiên nè, cá hấp này cũng được, rất là ngon, cực kỳ ngon luôn và tuyệt đỉnh. Rồi cả nhà nhớ nha, ru ngoài video này, ru là cái mẹo để làm nghêu sạch cát và không bị mặn, và ru là công thức hấp xả siêu ngon của nhà hàng Quân. Ngoài ra cả nhà đừng có quên nha, cái này rất là quan trọng, phải học từng ly từng tí. Cái này làm nhiều lần cho em, và cái món này là em nói cả nhà là ăn một lần là nhớ mãi. Trời ơi, nó ngon, cực ngon luôn. Thật sự bữa giờ em không dám làm, rất nhiều người bạn hỏi trên kênh mà em không dám làm nha, tại vì sợ là những chủ quán ốc là kia than phiền. Cả nhà làm theo y chang là bao ngon nha, nhất là cả nhà làm cái này làm xong, cả nhà nhớ là làm theo y chang, nhớ là comment xuống bên dưới cho em cái cảm nhận nha, và nhớ là chia sẻ video của em để em có động lực làm những video tiếp theo vào ngày mai, và rất nhiều video hay giá trị ở bên dưới vào ngày mai. Cả nhà nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ nó. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở clip sau.